Chào mừng quý vị và các bạn tới chương trình Ăn Cơm Khoai, Nói Chuyện Quốc tế, tối thứ 2, ngày 26 tháng 6 năm 2024. Chúc quý vị có buổi tối đầu tuần vui vẻ, mạnh khỏe và tràn trề năng lượng. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một cái sự kiện và có thể nói cũng rất đau lòng đối với lại nước Nga. Một trong những cái thảm họa kép liên quan tới những cuộc khủng bố. Tuy lần này thì không phải là một cái cuộc khủng bố siêu to khổng lồ như là cuộc khủng bố diễn ra vào nhà hát Kronkos ở Moscow, nhưng mà cũng là một cuộc khủng bố gây chia rẽ, nhắm vào việc gây chia rẽ sắc tộc tôn giáo ở nước Nga. Mà việc này diễn ra ở nước Cộng hòa Dagestan, chúng ta cũng có thể thấy nó là một trong những cái mục tiêu, đúng không ạ? Mục tiêu hàng đầu cho những cái chiến dịch kiểu như vậy từ trước đến nay rồi. À, ngày xưa thì uh, phương Tây thường tấn công cái việc đó nhắm vào vùng uh, Chechnya, thế nhưng mà bây giờ Chechnya thì họ khá là thịnh vượng và đoàn kết. À, bây giờ thì họ nhắm vào một cái nước mà nó nhạy cảm hơn và nó phức tạp hơn, đấy là nước Cộng hòa Dagestan, đấy, cái nước mà nằm uh, ở cực nam của nước Nga uh, trên cái khu vực Kavkaz à một mặt thì giáp với lại Georgia, à Azerbaijan, mặt thì trên giáp với lại Czech, Nga và nước Nga. Cần phải nói ngày hôm nay cũng là ngày mà thực ra không phải từ ngày hôm nay, nhưng mà từ ngày hôm qua rồi. vụ tấn công bằng 5 quả ATAC vào bán đảo Crimea à, từ phía Ukraina, sử dụng những thông tin trinh sát và vũ khí tầm xa của người Mỹ đã khiến cho 5 người thiệt mạng, trong đó có hai trẻ em và 151 người khác bị thương, trong đó rất nhiều trẻ em. Đang gây ra một cái làn sóng phẫn nộ khủng khiếp trong uh, uh, dư luận của nước Nga. Thậm chí đến uh, tổng thống rồi bộ ngoại giao và các cái kênh ngoại giao đã đồng loạt phản đối, giận dữ Tuy nhiên thì đó trong cái khuôn khổ của cái chiến cuộc Ukraine. Chúng tôi đã nói qua buổi sáng và chúng tôi sẽ mở rộng trong chương trình buổi chiều. Còn phần này thì liên quan đến các vấn đề khủng bố thì chúng ta sẽ nói một chút sâu hơn nữa. Về cuộc khủng bố này thì chúng tôi mô tả qua nó diễn ra như thế nào. Ở khu vực quận Deben, Machakala, tức là thủ đô thủ phủ của Dagestan. Hai cái nhà thờ chính thống giáo và do thái giáo và một trạm cảnh sát ở ngay gần đó bị tấn công cùng lúc. À, sau các cuộc giao tranh thì 6 cảnh sát đã bị thiệt mạng và 2 12 người bị thương theo tuyên bố của Bộ Nội vụ Nga. Một linh mục ở vùng Deben và một nhà à, sĩ quan cảnh giác à, bảo vệ nhà thờ cũng đã bị sát hại một cách à, gọi là tàn độc. Đồng thời thì cũng trong khu vực à, thủ phủ một kẻ những kẻ lạ mặt đã mở súng bắn vào khu vực đồn cảnh sát và cuộc xung đột diễn ra một thời gian dài rồi sau đó một cái xe của tuần tra của cảnh sát cũng bị đã đốt cháy. Sau những cái vụ tấn công thì những kẻ khủng bố đã đốt luôn cái nhà thờ Do Thái và sau đó thì cái chiến dịch chống khủng bố của Nga đã bắt đầu đã thấy những tiếng nổ của những cái nhóm tấn công chống khủng bố và một khoảng thời gian sau thì họ đã nói rằng là kết thúc cái chiến dịch chống khủng bố và hầu hết tất cả những kẻ à, tham gia và đã bị bắt và đã bị à, hoặc là bị thiệt mạng và kết quả cuối cùng thì chúng ta thấy năm kẻ mang theo vũ khí tham gia vào vụ việc trên đã bị loại khỏi vòng chiến đấu à, số người số cảnh sát và lực lượng hành pháp bị thiệt mạng đã bị tăng đến số 7. Giai đoạn uh, tích cực của chiến dịch chống khủng bố đã kết thúc. 12 sĩ quan và 3 dân thường um, phải nhập viện. Tất cả những hoạt động giải trí ở Machakala sẽ bị hoãn cho đến khi thông báo tiếp theo. Uh, chính phủ của nước Cộng hòa Dagestan đã uh, coi cái ngày hôm nay là cái ngày quốc tang. Đáng lưu ý thông tin ban đầu thì nó có một cái sự kiện uh, lưu ý như sau, đó là con của một cái người mà gọi là một cái quận trưởng của uh, nước Cộng hòa Dagestan này cộng với lại những đứa bạn và một cái nhóm vũ trang nào đó tham gia vào cái vụ uh, tấn công kẻ trên, đấy là thông tin ban đầu. Chỉ có cái điều đấy là đáng nói thôi, chứ còn chúng ta thấy rằng là họ tấn công vào những nhà thờ do thái giáo và chính thống giáo đúng không ạ và những kẻ đó thì có vẻ là hồi giáo cho nên là cái mục tiêu thì chúng ta cũng đã biết mục tiêu từ ngày xưa đã biết đúng không ạ à, cái chuyện kiểu di nó cũng xảy ra xảy ít xảy nhiều gần như từ xưa đến giờ nó cứ lẻ tẻ chỉ có linh vụ này là chúng ta thấy nó lớn lớn thôi còn cách đây một vài tháng thì nó đã có từng những cái vụ mà nó nhỏ nhỏ hơn một chút rồi thì uh, cái lý do chúng ta cũng đã biết đúng không ạ dagestan trở thành một trong những cái mục tiêu tấn công của các thế lực ngoại bang để chia rẽ khối đại đoàn kết sắc tộc, tôn giáo, văn hóa người Nga. Chỉ có điều cái ngày hôm nay thì nó khá là đẫm máu và nó lại uh, diễn ra cùng một thời điểm không có cách xa quá lâu đối với lại sự kiện cực kỳ đẫm máu ở bán đảo Crimea. À, uh, tất cả những cái này chúng ta thấy nó có một cái điểm chung nhau, đúng không ạ? Đó là nó muốn chia rẽ để làm suy yếu Uh, người Mỹ thì có viện trợ vũ khí nhưng mà chắc chắn là họ sẽ không viện trợ vũ khí và họ hỗ trợ để tấn công vào những đứa trẻ em một cách có chủ ý đúng không ạ uh, còn tất nhiên nó là cái quá trình vô ý hay không thì chúng ta cũng không biết họ còn đau lòng hay không nhưng rõ ràng những vụ tấn công của Ukraine vào đây khiến cho rất nhiều người thiệt mạng và bị thương trong đó có nhiều trẻ em thì chúng ta đã biết người Mỹ đã muốn không muốn Ukraine sử dụng vũ khí của mình để mà tấn công dân thường nga nhưng mà họ vẫn sử dụng. Thì có nghĩa rằng đây là một cái sự chia rẽ, một cái vụ tấn công để Ukraine chia rẽ giữa người Nga và người Mỹ và dẫn tới mục tiêu vẫn là lôi kéo người Mỹ vào trong cuộc chiến. Bởi vì họ muốn thông qua hành động này khiến cho Nga tấn công vào người Mỹ ở lợi ích của nước Mỹ ở đâu đó mà không loại trừ cả những cái khu vực nào đó của các cái căn cứ quân sự hay là cái mục tiêu vân vân đúng không ạ chúng ta có thể nghĩ ra hàng tỷ các cái cái cái, cái bối cảnh kiểu như vậy và sau đó thì người mỹ sẽ lấy một cái cớ hoặc là người mỹ bắt buộc phải hành động để mà đáp trả và như vậy có khả năng mỹ sẽ tham chiến đấy. thì tất nhiên đấy là tôi nhìn tới cái góc nhìn của người ukraine thôi bởi vì ukraine chỉ có một cái cơ hội duy nhất để mà họ tránh khỏi thất bại trong cuộc chiến này đó là họ lôi được nước mỹ hoặc là nato vào trong cuộc đấy. cho nên là đã có cái vụ crimea còn vụ ở dagestan thì nó không có gì mới lạ cả chẳng qua lần này nó hơi đẫm máu thì nó là cái mục tiêu để người ta tấn công và gây chia rẽ giữa ba cái 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 đạo mà luôn có những cái sự mình gọi là những cái nhạy cảm với nhau đó đó là thiên chúa giáo trong đó có tính chống chính thống giáo đúng không ạ và đạo hồi rồi là đạo do thái việc này thực tế thì cũng không phải là một cái gì nó quá bất ngờ chẳng qua không ai biết trước được cuộc khủng bố nó diễn ra như nào cho nên chúng ta bất ngờ mà thôi. À, chứ còn chúng ta cũng biết nước Nga trải qua cái cuộc chiến như này thì nếu chúng ta đặt cái vị trí của mình vào những nước kẻ thù của nước Nga đúng không ạ? Nhất là khi họ đang thua cuộc thì chắc chắn sẽ còn đã đang và sẽ còn à, mà không khéo là cũng không còn xa nữa sẽ còn những cái vụ mà xa hơn ở một cái vùng nào ngược hẳn về lại cái vùng này đúng không ạ? À, cái việc mà trả thù đúng không ạ? Và tìm mọi cách bất tất thủ đoạn để mà gây cho kẻ thù suy yếu và chịu những đau đớn tổn thất, nó là một cái cảm xúc rất tự nhiên của con người khi người ta trong những cuộc xung đột và người ta bị thua, đấy, đấy là một cái mà chúng ta đã thấy rất rõ. Vâng, cũng thông tin về nước Nga thì chúng ta có một loạt những cái thông tin trong đó có những cái thông tin về nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận, và một trong những dự án mà được coi là đã đang hoặc là sẽ nằm trong cái khuôn khổ của uh, chương trình nghị sự giữa công ty Rosatom, uh, công ty năng lượng nguyên tử của nước Nga và chính phủ Việt Nam. Bây giờ thì ông uh, Alexey Litankev ông ấy nói rằng là chúng tôi có một loạt những cái lựa chọn và những sự lựa chọn đó phụ thuộc vào chính phủ của Việt Nam. Trong đó, một trong những cái lựa chọn sẽ là nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận thứ hai là một nhà máy điện hạt nhân quy mô có công suất lớn hoặc các đơn vị phát điện hạt nhân ở khu vực đất liền hoặc là khu vực giáp với biển hoặc là trên các vùng biển tức là nga thì họ có những cái phiên bản nhà máy điện hạt nhân nổi đấy đúng không ạ thì họ cũng định đang là gọi là thảo luận đề xuất thảo luận với việt nam Ông Tra kép đã đề xuất tới một loạt những cái triển vọng trong việc tái đàm phán với chính phủ Việt Nam về việc xây dựng một nhà máy điện hạt nhân tại quốc gia này, tức là quốc gia Việt Nam của chúng ta. Trong đó một cách kỹ thuật hơn, nếu quý vị quan tâm thì nhà máy uh, tại Ninh Thuận, nhà máy điện hạt nhân số 1 của Rosatom đã đề xuất một thời gian dài trước đây dựa trên những tổ máy phát điện công suất lớn nhưng bây giờ thì phía Nga có đề xuất thêm những cái việc là có thể triển khai kể cả những nhà máy công suất lớn cũng như công suất nhỏ và kể cả trên mặt đất cũng như là nổi trên biển. Cái việc mà Rosatom này họ hoạt động ở Việt Nam thì thứ nhất nó cũng có một cái sự đặc biệt đối với nước Nga ai cũng đã biết. Tuy nhiên thì nó cũng nằm trong cái chiến dịch của phát triển sản phẩm, phát triển thị trường của công ty này cũng như là cái sự ảnh hưởng của cái cái ngành năng lượng hạt nhân nước Nga trên khắp thế giới. Trước đây thì mỗi khi những cái nhà máy như này của Rosatom họ phát triển, họ xây dựng cho các quốc gia khác thì hiếm khi là người đánh đứng đầu lãnh đạo của chính phủ như ông Putin ông phải đến quốc gia đó, thế nhưng mà ở Việt Nam thì chúng ta thấy ông đã xuất hiện ở đây. Như vậy thì cái việc này nó không nằm không phải là một trong chương trình nghị sự chính. Đấy, nếu mà nói về cái việc chuyên đi của ông ấy có lẽ lại có nghĩa rằng là sẽ có những chương trình quan trọng hơn mà chúng ta không được biết. Gần đây thì không chỉ Việt Nam mà Nga cũng xây dựng một loạt những cái hoặc là trong quá trình chuẩn bị dự án để xây dựng cho các quốc gia đồng minh hoặc là các quốc gia thân thiện hoặc các quốc gia trung lập như là Burkina Faso, rồi nước Cộng hòa Zini, rồi những nhà máy công suất nhẹ như là Bolivia đồng thời thì họ cũng đã hoàn tất xây dựng các tổ máy cho nhà máy lớn đầu tiên ở thổ nhĩ kỳ tức là một cái quốc gia của chính nato đến bây giờ thì các quan chức ở châu âu cộng với người đứng đầu của cơ quan năng lượng quốc tử quốc nguyên tử quốc tế IAEA, ông ấy cũng nói rằng là cơ bản thì thế giới không thể nào không phụ thuộc vào cái năng lượng hạt nhân của nước nga nó ngon rẻ và bổ và đặc biệt là nước Nga có một cái chuỗi cung của năng lượng hạt nhân, quá trình làm dầu uranium à, vân vân một cách hoàn hảo. Ngày hôm nay thì cũng có một loạt những cái thông tin khá thú vị liên quan tới khu vực Trung Đông và nước Nga. À, trong vòng 24 giờ trước thì Iran cũng đã chính thức kết nối hoàn toàn cái tuyến đường sắt dài vài nghìn km của họ, đâu đấy trên dưới 4000 km của họ với các cái khu vực cảng ở uh, vùng biển Caspi để nối liền, nối liền cái um, khu vực đường sắt từ phía họ với lại khu vực đường sắt của phía Nga ở phía bắc của vùng Caspia. Còn ngày hôm nay thì uh, Ấn Độ cũng đã chính thức uh, nhận những cái chuyến hàng tàu chở than đầu tiên của phía Nga. Thông qua hành lang Nam Bắc và đi qua khu vực Tehran rồi xuống cảng Chada vào khu vực và di chuyển về phía Mumbai. Như vậy thì chúng ta có thể thấy rằng đây là hành lang Nam Bắc. Nếu như mà nó đến từ Mumbai và các khu vực đô thị lớn của Ấn Độ thì từ xanh Petersburg gần như nó là một cái đường thẳng, đúng không ạ? Nó rút ngắn khoảng cách đi bằng một cái con đường bình thường từ khu vực này qua Đan Mạch rồi tới khu vực Đại Tây Dương vào địa Trung Hải qua eo biển kênh đào Suez rồi biển Hồng Hải và qua Ấn Độ Dương khoảng độ 2 phần 3 quãng đường chỉ còn 1 phần 3 quãng đường thôi cái điểm giờ của nó thì nó phải đi qua hai lần lên thác xuống gành đúng không ạ bởi vì Ấn Độ thì mắc một cái cửa đó là Pakistan Đấy, nếu như họ giải quyết được vấn đề trên bộ hoặc iran hoặc nga có thể với quan hệ thân thiết với pakistan mà gọi là lôi kéo cái nước này vào cái hành lang trên bộ của họ thì họ sẽ cắt đi một cái khoảng vừa diện tích uh, cắt từ đây từ đây xuống đây gần như thẳng tắp đúng không ạ và không phải đi xuống dưới biển nữa đồng thời pakistan cũng được hưởng lợi rất nhiều chỉ có điều rằng nó sẽ kết thúc ở ấn độ một trong những quốc gia mà có thể nói là kỳ phùng địch thủ, cũng có thể nói là những nước láng giềng, cũng có thể nói là đối thủ, nhưng cũng có thể nói là kẻ thù. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng đây không phải là việc không có khả năng, bởi vì bây giờ khối BRIC, nếu Pakistan vào thì họ cũng không khác gì Ấn Độ với Pakistan, với Trung Quốc, đúng không ạ? Cũng là những cái nước mà cũng có những cái sự đối đầu nhất định, nhưng đều bắt tay nhau để làm việc. Thứ hai nữa, Pakistan thì nghèo lắm, và thiếu thốn trăm bề, trong đó có các nguồn cung và tiền thì chính cái hành lang bắc này là hành lang mà sẽ cho Pakistan rất nhiều thứ liên quan đến thứ họ đang cần. Thứ nhất là tiền, thứ hai là nguồn cung, đúng không ạ? Các nguồn cung như nguyên nhiên liệu đến từ Nga và Tehran tức là Iran. Như vậy nếu như Pakistan đối vào đây có thể nói cái hành lang của Nga và Iran này mạnh lên trông thấy. Và Ấn Độ cũng được hưởng lợi rất nhiều. Chỉ còn lại một một cái vấn đề nữa đó là cái vùng biển Caspia, có nghĩa rằng các cái con tàu đường sắt đi qua đến đây thì phải dỡ hàng để xuống biển rồi từ biển sang bên này lại phải đưa dỡ hàng lên đường sắt nếu như họ có thể đi qua các khu vực uh, của vùng dagestan rồi uh, vùng azerbaijan thì quá đẹp còn nếu không thì đi đường vòng một tí lên vùng uzbekistan đúng không ạ cũng không đến nỗi quá tệ bởi vì cái việc mà duy trì được cái tuyến uh, đường sắt nó có thể nó xa một chút nhưng mà nó liền mạch ấy, nó tiết kiệm rất nhiều thứ thời gian tiền bạc và cái tải trọng và cắt được rất nhiều các cái chi phí bốc vác rồi vận chuyển lưu kho rất phức tạp đúng không ạ không đơn giản chỉ là cái việc mà cầu lên cầu xuống mỗi một cái loại hà vận chuyển thì nó lại yêu cầu các loại à, container nó khác nhau chứ nó không phải đơn giản như vậy rất có khả năng nó ảnh hưởng tới kết cấu của hàng hóa làm giảm hiệu quả à, cái à, tuyến đường của họ và dù sao đi nữa à, chúng ta cũng đã thấy những chuyến hàng đầu tiên đến từ à, Nga thẳng tới khu vực Ấn Độ là một nơi rất khát nhiên liệu và chạy qua các khu vực của vùng sát với lại Đôn Bát, đúng không ạ? Tức là từ Moscow tới Volgograd thì chỉ cần ké một tí nữa là đến các cái khu vực ở vùng Đôn Bát, rất nhiều các cái loại khoáng sản. Phải nói Tổng thống Putin là một cái người mà rất có trước có sau. Nếu ông ấy là một cái người nhân viên bán hàng chắc chắn sẽ rất thành công à uh, khi mà đi về từ chuyến thăm Triều Tiên và đến Việt Nam thì ông ấy đều gửi điện tín để mà cảm ơn và bày bày tỏ lòng biết ơn với lại uh, lãnh đạo và nhân dân hai nước Triều Tiên, Việt Nam vì sự đón tiếp nồng hậu cũng như những cuộc uh, thảo luận rất là xây dựng và đem lại rất nhiều kết quả và bày tỏ những cái sự tự tin trong việc là các bên có thể À, phát triển hiện thực hóa được những dự án à, rồi tăng cường hợp tác chiến lược giữa Hà Nội Moscow và Moscow Bình Nhưỡng. Đấy thì tôi ghép chung hai cái lại với nhau. Phải nói rằng là quý vị cứ để ý mà xem, cái ông nào cũng có cái tố chất bán hàng ấy là cái cái cái, cái, cái kỹ năng chăm sóc sau cái cuộc hẹn đúng ạ? À, thường là quyết định chốt đơn hàng hay không nọ chỗ đó. Thực tế mà nói thì uh, nếu như một cái nhà lãnh đạo bình thường họ ít khi họ làm như vậy, hoặc nếu có chỉ là cái thủ tục do những người nhân viên làm có mẫu sẵn thôi. Còn Đích Thân Putin bày tỏ cái điều đó cho thấy rằng là ông ấy rất trọng thị liên quan tới cái hai chuyến đi của mình. Còn bây giờ thì chúng ta đã có những cái thông tin đầu tuần uh, với những thông tin uh, đến từ châu Âu. Uh, những thông tin rất sốc mà không sốc đó là gói cấm vận thứ 14 nhắm vào nước Nga đã chính thức vượt qua một số những cái trở ngại nào đó để chuẩn bị đi vào hiện thực và được đại khái là cộng đồng ở hội đồng châu Âu phê duyệt. Phê duyệt hay không thì chúng ta cũng không quan trọng lúc nào. Bởi vì chúng ta thử bàn xem họ cấm cái gì của nước Nga. Này. gói cấm vận nhắm vào việc hạn chế việc lưu chuyển các cái tàu chở khí đốt hóa lỏng của nước Nga thông qua các cảng của châu Âu tức là hạn chế vận chuyển Châu Âu sẽ tiếp tục mua khí đốt hóa lỏng của Nga nhưng sẽ cấm các quốc gia mua tái xuất tới quốc gia thứ ba và cái này thì tôi không biết là nó có cái tác dụng lớn gì không đúng là nhiều quốc gia thì họ có cái đội tàu lớn và kho lưu trú cho nên họ đã mua rồi họ tái xuất lại với giá để ăn tranh lệch đúng không ạ tôi nghĩ rằng nó không phải là một yếu tố thay đổi cuộc chơi thứ hai hạn chế những hạm đội tàu bóng tối của phía Nga. Trong đó thì họ đã nêu danh được 27 con tàu. Thứ ba, lệnh cấm đối với các cơ quan truyền thông, các đảng phái chính trị và các tổ chức phân tích nhận các nguồn tài trợ tiền mặt và tài chính từ nước Nga. Thứ tư, lệnh cấm vận chống lại 116 cá nhân và thực thể pháp lý ở nước Nga Thứ bảy, lệnh cấm vận các quốc gia, à, lệnh cấm vận chống lại các công ty của Trung Quốc, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Thổ Nhĩ Kỳ, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất vì đã vi phạm đà lệnh cấm vận và giúp Nga lượn lách qua những cái lệnh cấm vận của phương Tây. Thứ chín cấm việc bán cho nước Nga những cái tài sản có giá trị về lịch sử, văn hóa mà có dính dáng tới những nguồn gốc của Ukraine. <laughs> cấm vận này thì ác quá. 10. Giới hạn những việc đăng ký bản quyền... Bản quyền gì nhỉ? Sở hữu trí tuệ ở Liên minh châu Âu bởi các công ty và cá nhân Nga. Và tức là tóm lại là nó hạn chế cái việc là các công ty uh, và cá nhân Nga mà nghĩ ra cái gì hay hay ấy thì sang cái đăng ký để không thằng nào nó làm giống mình. Thế nhưng bây giờ thì cấm ở châu Âu thì có nghĩa rằng đây là một cái hành động tấn công vào các lĩnh vực sở hữu trí tuệ đấy. Cực kỳ lĩnh vực này nó hạn chế phát triển dã man này quý vị ạ. À, đặc biệt là châu Âu nghĩ mình vẫn là còn uh, là vườn địa đàng đúng không ạ? Vẫn là một cái nơi mà thu hút mọi ánh nhìn. Cái lệnh này thì cũng ngang mấy cái lệnh kiểu như là bố mẹ có đứa con gái mà năm nay nó bốn mấy tuổi rồi đấy, Nhưng mà cấm nó không được đi chơi đến 10 giờ đêm. Mà 40 tuổi rồi nhưng mà nó vẫn chưa có ai yêu. Một là nó chưa biết yêu và hai nữa là nó yêu quá nhiều. Trường hợp như vậy. và Nó, nó tè tua. Nó, nó... 11. Cấm nhập khẩu helium của Nga và xuất khẩu tới Nga quặng mangan một vài các loại nhựa, các loại đất hiếm và các loại trang thiết linh kiện thiết bị điện tử. Và cuối cùng, các hãng hàng không châu Âu bị cấm hoạt động charter tức là vận chuyển cũng như là các chuyến bay cá nhân vòng quanh thế giới đại diện cho các cá nhân và các thể chế pháp lý của nước Nga. Như vậy thì gói cấm vận này Uh, tiếp theo gói cấm vận thứ 13 nhắm vào hạn chế ngành kim cương của Nga. Lần này thì nó nhắm vào việc hạn chế việc uh, tái xuất cái khí ga hóa lỏng, một trong những mặt hàng ăn tiền của nước Nga, đúng không ạ? Nhưng mà họ giới hạn là giới hạn vào cái quốc gia mà mua đi bán lại thôi, chứ nó cũng không nhắm thẳng vào nước Nga. Tuy nhiên trong gói này thì nó có một cái thứ nó rất đáng nói, đó là họ đã cấm vận những công ty đã giúp Nước Nga lượn lách qua các cái uh, lệnh cấm vận. Vâng, ừ, mình mình dùng nhiều từ rồi là quên mất lạng lách cấm vận nó có cái từ gì đó rất hay mà quên mất rồi. Mà các quốc gia đấy thì là các quốc gia cũng khá đầu gấu, đó là Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, các tiểu vương quốc Ả Rập thấm nhất, còn lại hai quốc gia trung á là Kazakhstan và Kyrgyzstan như vậy thì rõ ràng sẽ dẫn tới rất nhiều điều đúng không ạ mà thời điểm này mà châu âu người mỹ còn chẳng dám cấm vận mà châu âu cấm vận những quốc gia này thì không biết là lấy gì mà ăn thì cái lệnh này thì cũng không khác gì cái việc là lại cấm con gái đã không được đi chơi muộn nhưng mà lại còn không được phép bén bảng đến những nơi có đàn ông để bảo toàn những vấn đề giá trị truyền thống gia đình Ngoài ra, ngày hôm nay thì ông Joseph Borrell, người đứng đầu cơ quan ngoại giao và quốc phòng của Liên minh châu Âu, cũng đã tuyên bố là Ủy ban châu đã đạt được thống nhất về việc sử dụng những khoản tiền lợi nhuận, tiền lãi đấy, từ tài sản đóng băng của nước Nga để gửi cho Ukraine. Và sự việc này sẽ được bắt đầu lần đầu tiên kể từ tuần sau và khoản tiền đầu tiên sẽ có giá trị tới 1,4 tỷ euro, tức là khoảng độ 41,5 tỷ đô la Mỹ, đúng không ạ? Tương đương với lại 90% số tiền lãi trong một khoảng nào đó chúng ta không biết, còn 10% thì liên minh châu Âu đút túi để còn lo các cái vấn đề liên quan tới hậu sự. Nhận xét về những vụ tấn công cấm vận của phương Tây nhắm vào nước Nga thì một bài phân tích trên tờ Euro Observer, tức là nhà quan sát châu Âu, nói rằng là những cái hoạt động giới hạn thương mại với nước Nga này thì chẳng bỏ dính răng. Và chủ yếu chỉ mang cái tính chất chính trị để coi như là châu Âu tiếp tục những biện pháp khắt khe nhắm vào tấn công vào nước Nga. Còn cơ bản châu Âu cũng không thể thoát khỏi sự phụ thuộc vào khí đốt của nước Nga một cách trực tiếp hoặc gián tiếp còn về phía nga thì họ nói rằng là những cái hoạt động mà chiếm giữ tài sản của nhà nước nga một cách bất hợp pháp bởi các quốc gia châu âu chắc chắn sẽ bị trừng phạt một cách đích đáng và liên quan tới châu âu thì chúng ta sẽ đi nốt thông tin mà nó liên quan tới những cái sự vụ lùm xùm gần đây của chính trường nước pháp trong đó chúng ta đã thấy nhiều người được coi là tuần vừa qua là một cái cơn hỗn loạn Uh, liên quan đến chính trường của nước Pháp trong suốt 7 ngày trong đó thì bà Maria Marina Lepang, và bà chủ tịch của Đảng thống nhất uh, dân tộc nước Pháp đã phát biểu rằng là đã đến lúc tổng thống Emmanuel macron phải từ chức để giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị ở nước Pháp bà nói rằng là mỗi khi có một cái sự bế tắc về vấn đề chính trị hay là một cuộc khủng hoảng thường có ba con đường. Một là tái tổ chức, hai là giải tán và thứ ba là từ chức. Trong đó thì theo bà, cái việc cải tổ nội các trong cái bối cảnh chính trị hỗn loạn hiện nay chắc chắn là không đem lại kết quả gì. Còn ông Macron thì đã giải tán quốc hội rồi. Như vậy thì chỉ còn lại mỗi một cái lựa chọn đó là ông ấy nên từ chức khỏi vị trí đương nhiệm có nghĩa là Tổng thống nước Pháp. Và như vậy là chúng ta sẽ đi tới khu vực Trung Đông để xem là cuối tuần chúng ta có những thông tin gì. Thông tin đáng lưu ý trong 24 giờ qua đó là việc một đồng loạt các quan chức chính phủ và quân đội của Israel đã tuyên bố rằng là cái giai đoạn giao chiến tích cực với lại Hamas ở vùng Rafat đã kết thúc. Và rất nhiều những thông tin từ các quan chức đều nói như vậy kiểu như vậy. Chẳng hạn như là quan chức của Bộ Quốc phòng nói rằng là Rafat đã nằm trong tay của chúng ta phần lớn. Và bây giờ thì chúng ta đang trao đổi về các yếu tố quan trọng chiến lược về việc rút quân ra khỏi vùng Rafat. Tờ báo Radar của Israel cũng nói rằng là quân đội quốc Bộ Quốc phòng Israel đã hoàn tất tất cả những hoạt động ở dưới tầng hầm trong vùng Rafat và họ đã hoạt động dựa theo những cái giới hạn mà được áp đặt bởi Mỹ và chính phủ Ai Cập. Vâng, tất nhiên thì um, họ không rút lui hoàn toàn khỏi vùng Gaza, họ sẽ rút quân một phần và thông điệp là tiến quân về hướng phía bắc, có nghĩa rằng là mở chiến dịch phía bắc nhắm về khu vực Liban để gọi là đánh bại Hezbollah bởi vì Hezbollah đã tấn công vào vùng phía Bắc bằng các loại tấn công chiến thuật gây tổn thất cho dân thường à, và khiến nhà cửa lưu lạc vân vân. Như vậy thì chúng ta không biết rằng Israel có làm cái việc là rút quân ở phía Nam đánh về phía Bắc hay không. Chuyện này thì đã từng xảy ra một lần. Nhưng sau đó Israel đã không làm và cuối cùng họ tập kích vào trong vùng Rafat trong một cái diễn biến bất ngờ khi mà đàm phán ở Ai Cập đang tiếp diễn. Chuyện này chúng ta đã chứng kiến cách đây khoảng 45 ngày đúng không ạ? Còn uh, thực tế nếu bây giờ với những thông tin như thế này mà nó đã dồn dập hơn trong những ngày gần đây về chiến dịch không thể tránh khỏi của Israel ở vùng Hec uh, Liban thì rất có khả năng là Israel sẽ làm ở một cái giới hạn nào đó. Uh, thế nhưng với cái việc họ rút quân nếu có, thực tế khỏi vùng gài gai Gaza thì cho thấy là đây là cơ hội tuyệt vời để chính quyền của ông Netanyahu tuyên bố đã đạt được chiến thắng ở vùng Rafah và rút quân. Thì điều này chúng ta cũng đã từng bàn tới, đúng không ạ? Đó là họ buộc phải có một chiến thắng, còn không biết là chiến thắng như thế nào. Và nếu như đúng mà theo cái ngữ cảnh của cuộc chiến bây giờ kéo dài đều không đều rất bất lợi cho Israel. Từ khi trừ khi Israel có những tư tâm để mà chiếm vùng nuốt trọn cả vùng Gaza hay là vùng miền Bắc như nào đó thì chúng ta thấy rằng là đã đến lúc họ phải rút quân bởi vì cuộc chiến này đã quá sức với họ, đúng không ạ? Tất nhiên cuộc chiến ở phía Nam đã quá sức và vẫn chưa động chạm tới căn cơ chính của Hamas thì có nghĩa rằng là Israel có thể tuyên bố chiến thắng nhưng thực tế là họ đã thất bại. Còn về chiến dịch tấn công vào Hecbola, thì rõ ràng Hamas mà Israel còn không thể nào đánh được ở trên đất có thể nói đất một nửa của mình đúng không ạ? Trong ngoặc kép. Thế thì bây giờ Hecbola nó trâu như vậy và nó ở trên đất người. Và không những to khỏe mà họ còn là đội quân đã có sức chiến đấu kinh nghiệm lựa hơn hơn 10 năm trước đây rất nhiều. Trước đây thì họ đã từng cho Israel những cái bài học rất là đắt giá, đúng không ạ? Thì uh, rõ ràng cái việc rút quân từ miền Nam lên để đánh miền Bắc của một kẻ thù lớn gấp 10 lần có vẻ nghe nó không được logic cho lắm. Mặc dù chúng ta được biết những tàu uh, chiến của Mỹ cũng đã hối hả đổ về khu vực miền Nam Liban hậm chí họ còn rút quân rút tàu hàng không mẫu hạm Eisenhower cũng chạy về hướng Địa Trung Hải không biết thế nào đúng không ạ nhưng được rồi chúng ta sẽ phân tích một chút liên quan tới tình huống ở Liban à, vậy là nếu chiếu theo những cái thông tin như vậy thì có nghĩa rằng chính phủ của ông Netanyahu đang tìm kiếm một cuộc chiến ở Liban và đã uh, hạ cái đặt cược của mình ở vùng Gaza có nghĩa rằng họ sẽ rút quân một phần một phần lớn ít nhất là một nửa ở giải Gaza. Bài phát biểu của ông Netanyahu trong ngày hôm nay, ông nói rằng là lực lượng của chúng ta sẽ được tái bố trí đến miền Bắc từ giải Gaza và uh, quân đội Israel đã pháo kích và tiến hành các cuộc tấn công chiến thuật vào các nhóm quân của Hezbollah đã diễn ra từ nhiều tháng. À, chúng ta buộc sẽ phải tiến hành việc này. Đây là một trong những điều tiên quyết vì mục đích phòng vệ. Và ông đã phát biểu như vậy với kênh truyền hình số 14. Và thứ hai nữa là cho phép những cái người dân của chúng ta bị lưu lạc khỏi khu vực miền Bắc để quay trở về nhà. Được biết là đến thời điểm này thì có khoảng từ 80 cho đến 100.000 công dân Israel đã phải sơ tán khỏi vùng miền Bắc kể từ tháng 10 năm ngoái dưới sức tấn công liên miên của lực lượng Hezbollah bằng các loại rocket, các loại UAV và tên lửa để bày tỏ tinh thần đoàn kết với lại quân uh, người Palestine ở giải Gaza. ở nơi đó đã có tới gần 40.000 người đã thiệt mạng, trong đó rất nhiều trẻ em. Ngoài ra thì ông cũng nhấn mạnh rằng là ở khu vực giải Gaza thì quân đội Israel đạt được những cái bước tiến rất là ấn tượng và giai đoạn À, chiến dịch ở đó đã đi tới hồi kết. Tuy nhiên thì những nhà quan sát quốc tế đã đặt ra một câu hỏi để mà thách thức cái khả năng của Israel trong việc có thể tấn công vào tiêu diệt Hezbollah như họ nói. Một trong những cái nhóm quân mà mạnh nhất thế giới mà không phải là nhóm quân đội cấp nhà nước. Còn về Israel thì được thừa nhận một cách rộng rãi là họ đã thua cuộc trong một cuộc chiến với lại Hezbollah năm 2006 ở trên chính vùng đất này. Còn bây giờ thì họ không còn là Hezbollah năm đó nữa. 20 năm sau, Hezbollah đã lớn mạnh gấp 10 lần. Dự kiến bây giờ Hezbollah có thể đã có tới hàng trăm nghìn quân cộng với lại hàng trăm, nhiều trăm nghìn tên lửa và các loại rocket lớn nhỏ. Những ngày gần đây thì chúng ta đã thấy những hình ảnh của quân đội Israel đã bắn những loại đạn phốt vò về phía Nam Liban và tấn công trên bộ. Thậm chí là ngày hôm kia thì họ lại tiếp tục sát hại một cái người lãnh đạo cao cấp nào đó của Hezbollah nữa. Và như vậy tất cả những dấu hiệu đấy cho thấy là về mặt ý định thì Israel đã cho cộng đồng thế giới biết là họ chuẩn bị tiến hành một cái chiến dịch ở đó. Còn không biết họ có thực hiện cái điều đó hay không thêm một vài những ý kiến của các chuyên gia à, trong đó họ nói rằng là khả năng israel có thể tạo ra được một vài sự tổn thất đáng kể với hezbollah ở các mục tiêu cố định nhưng để mà có thể khiến cho lực lượng này bị tiêu diệt hoặc là bị giảm sức chiến đấu một cách đáng kể là một điều gần như không thể xảy ra nhà phân tích chính trị samali đã nhấn mạnh rằng Thực tế thì Israel đã dành hàng chục năm qua để phá hủy các cơ sở à tầng ở vùng miền vùng miền Nam Liban, các đường hậu cần nối với lại khu vực Syria. Họ đã làm liên tục nhưng mà đã không giảm được đáng kể cái cơ sở hạ à tầng, vũ khí cũng như là nguồn cung ứng từ Liban tới Syria. Ngoài ra thì liên quan tới mối đe dọa tấn công này có thể tạo ra một cái mối đe dọa lan tỏa đối với lại khu vực Trung Đông. Và khả năng của mối đe dọa này là rất cao. Chắc chắn nó sẽ lôi kéo các lữ đoàn quát từ Syria, từ Iraq, thậm chí từ Iran hay là Taliban. Dẫn tới việc những nhóm quân này sẽ tìm những cái cớ để mà có thể tiến hành tấn công vào lãnh thổ của Israel và lúc bấy giờ Israel sẽ phải đối mặt với một loạt các cái chiến tuyến trên khắp biên giới của mình và trên một mặt trận sẽ rất là rộng và chắc chắn là cái đây sẽ không phải là một cái viễn cảnh mà chính quyền tel aviv đang trông chờ ngược lại thì quân đội israel chỉ có thể trông chờ vào một chiến dịch thật nhanh đạt được những mục tiêu thực sự tham vọng rồi sau đó rút quân và rõ ràng ngoài những mục tiêu dân sự và những cơ sở cố định ra thì israel không thể làm gì hơn Cùng lắm thì cuộc xung đột này sẽ khiến cả hai bên sẽ chịu những tổn thất lớn và cuối cùng không có bất kỳ một cái chiến thắng quyết định nào cho bất cứ bên nào. Còn nhớ, Israel và Hezbollah đã giao chiến trong những cái cuộc chiến khá lớn và lần cuối cùng đó là cuộc chiến diễn ra trong tháng 7 tháng 8 năm 2006. Tại thời điểm đó, hỏa lực của Israel đã hủy diệt cơ sở à tầng của Beirut, Liban và gây ra tổn thất lên tới 5 tỷ đô la. Thế mà Hezbollah đã trỗi dậy sau cuộc chiến đó, gần như không hề tổn thất đáng kể. Với cuộc chiến, một binh lính của Hezbollah đã phải đối mặt với từ 10 cho đến 130 30 binh lính Israel tại miền Nam Liban. Vâng, như vậy là chúng ta lại phải chờ xem. Còn tại thời điểm này thì Ông Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Joab Galang đã lên đường hướng thẳng tới Washington. Trong những cái nỗ lực mà người ta đồn rằng là bằng mọi giá ông phải đạt được những thỏa thuận với Bộ Quốc phòng Mỹ liên quan tới việc cung cấp nước Mỹ cung cấp những khoản những chuyến hàng bổ sung trang thiết bị vũ khí, đạn dược trong một cuộc chiến có thể xảy ra với lại Hezbollah. Ngoài ra, những chương trình nghị sự cũng được cho là trong chuyến đi này của ông đó là cái giai đoạn 3, tức là giai đoạn cuối cùng. À, sau khi chiến dịch của Israel tại Gaza thì kế hoạch của người Mỹ và người Israel cụ thể sẽ là gì liên quan tới vùng đất đã bị hoang tàn đó. Chuyến đi của ông thì có thể nó diễn ra trong bối cảnh mà căng thẳng càng ngày càng leo thang giữa chính phủ Mỹ của ông Joe Biden và chính phủ của ông Netanyahu trong đó thì tuần trước chúng ta đã chứng kiến ông Netanyahu còn không hề giấu giếm lên hẳn truyền đình để mà đăng những video chỉ trích về chính sách cũng như hành động của các quan chức Nhà Trắng, trong đó chính cả ông Tổng thống Joe Biden. Và một trong những cái thông điệp mà trong video đó mà ai cũng nhớ đó là hình ảnh của ông với những ánh mắt có thể nói không thể hiểu nổi khi ông nói rằng là ông không thể hiểu nổi tại sao người Mỹ lại có thể ngừng những chuyến vận chuyển những chuyến hàng chở theo những loại bom đạn hạng nặng tới Israel trong khi cuộc chiến đang căng thẳng. Còn ở một khu vực khác vùng Trung Đông, tức là khu vực của Houthi thì trong tuần vừa qua cũng là một tuần rất bận rộn của các lực lượng Houthi. Khi họ liên tục tổ chức những đợt tấn công vào các tàu chiến của Anh, Mỹ và tấn công rất nhiều vào các cái tàu uh, thương mại mà chủ yếu họ đều nói rằng là liên quan tới uh, Israel. trong đó thì chúng ta đã chứng kiến là một cái tàu của ukraine đã bị bắn bằng uav rồi sau đó đã chìm sau một ngày còn một cái tàu của ai cập ai hy Lạc cũng rất lớn thì cũng đã có video là uav hoặc là tên lửa nào đó tấn công và ngang bom một vụ nổ lớn chùm cả con tàu chắc là con tàu đấy thì cũng sẽ xấu số còn các vụ tấn công bằng UAV và tên lửa cũng như là USV và các tàu quân sự thì có khả năng đã bị bắn chặn phần lớn nhưng mà vẫn gây ra những tổn thất ít nhiều đối với các tàu quân sự của Mỹ, Anh như vậy trong tuần vừa rồi thì người ta đều đã xem những cái video của tàu VBNA, một cái tàu của Ukraine và tàu tiêu to là cái tàu của Hy Lạp bị chìm còn lại thì những cái tổn thất và những cái vụ chìm tàu nào khác có khả năng sẽ có à, thì chắc chắn là là có bởi vì là quân đội houthi họ nói rằng là có nhiều vụ như thế nhưng mà họ không có những cái video để show hàng chỉ có hai cái video liên quan hai cái tàu kể trên mà thôi còn trong tuần chúng ta cũng chứng kiến cái sự hoạt động khá hoảng loạn của những cái tàu chiến của mỹ khi mà kể cả những cái tàu như Eisenhower thì cũng vội vã tuần trước vào cảng Ai Ả Rập Xê Út, nhưng mà tuần này thì cũng vội vã rời đi. Có những tin đồn rằng là UAV và USV của Houthi cũng mò lên tận cả cái khu vực cảng đó để rình mò tấn công. Và có thể nói về những cái thông tin liên quan tới tuần này là một cái tuần mà hoạt động của Houthi rất là xôm, đúng không ạ? Già xôm và gây ra những cái sự gọi là Kinh hoàng nào đó đối với lại các loại tàu, à, trong đó có tàu dân sự thương mại lẫn cả tàu chiến của phương Tây. Điều này cho thấy Houthi không những là ý chí của họ không bị à, bẻ gãy sau những vụ không kích của liên quân Anh Mỹ, mà có vẻ họ càng máu hơn. Đồng thời là cái năng lực tấn công của họ có vẻ đã được nâng cấp khi mà tuần này chúng ta cũng chứng kiến những USV của họ mang theo những khối thuốc nổ rất lớn chạy dọc chạy ngang theo boong tàu để tấn công vào cái boong tàu của à, tàu Ai Cập, tàu Hy Lạp. Trong tuần này kết hợp với những thông tin tuần trước thì ông Putin có nói về việc là nước Nga không loại trừ khả năng viện trợ vũ khí cho các quốc gia ghét phương Tây. Thì người ta đồn đoán rằng là nước Nga thì bây giờ đang gặp rất nhiều rắc rối về những cái UAV của phương Tây ở vùng biển Đen, còn Hút thi thì cũng không ngại bắn bất cứ cái gì. Cho nên người ta nói rằng là không khéo nước Nga sẽ cho Houthi uh, mở căn cứ quân sự ở đảo Rắn. Rồi Houthi thích bắn cái gì thì bắn tùy ý. Vâng, tất nhiên là tin đồn thôi, đúng không ạ? Và chương trình đã dài, chúng ta kết thúc với một tin vắn liên quan tới nước Mỹ. Uh, đó là sau những thông tin không mấy tốt lành về kinh tế. Thời gian gần đây thì ngày hôm nay có một cái um, thông tin mà tôi nghĩ rằng nó rất là quan trọng mặc dù là không ai cảm nhận được cái sự uh, gọi là cái 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 hậu quả của nó. Thế nhưng mà um, năm 2022 nước Mỹ đứng số một thế giới về khả năng cạnh tranh, tức là cái bảng uh, gọi mình gọi là cái um, chỉ số cạnh tranh toàn cầu ấy. Năm 2000 uh, vâng xin lỗi quý vị năm 2020 à vâng không năm 2000 năm 2000 thì nước mỹ là nước đứng đầu đứng đầu về các chỉ số cạnh tranh trên toàn cầu và chúng ta cũng biết rằng năm 2000 nó chính là những cái năm đỉnh cao đúng không ạ hoặc là cũng còn lại những cái đỉnh cao uh, của nước mỹ năm 2010 tức là 10 năm sau thì vị trí này của nước mỹ là vị trí thứ ba có nghĩa rằng là họ đã tụt hai bậc và nhường vị trí số 1 cho singapore ấy. Singapore thì chúng ta biết là cũng là một con bệnh về khả năng cạnh tranh rồi, đúng không ạ? Các chỉ số cạnh tranh. Bây giờ năm 2024 thì sao? 2024. Nước Mỹ đã biến mất khỏi danh sách số 10, còn tôi không biết nằm ở đâu. Lần đầu tiên nước Mỹ đã mất vị trí số 1 vào năm 2010 và lần này quý vị biết lúc bấy giờ thì cái 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 uh, biểu đồ nó mới có như thế này thôi, từ số 1 xuống 3 thôi. Thế nhưng bây giờ nó cắm như thế này này, thì tôi nghĩ rằng nó phải trúc xuống tít đâu đó vài chục ở phía dưới. Lần đầu tiên nước Mỹ đã mất vị trí số 1 trong một thời gian rất dài là nước cạnh tranh tốt nhất thế giới. Nhưng mà đến năm 2010 họ đã mất vị trí đó vào tay Singapore. Năm nay 2024 vẫn là Singapore. Singapore còn đó nhưng người Mỹ hỡi ơi không còn đầu nữa. Và như vậy là chúng ta để ý những cột mốc năm 2000 đúng không ạ? Năm 2000 là thời điểm trước khi diễn ra cái sự kiện 11 tháng 9, lúc bấy giờ dường như người Mỹ chưa bị tổn thất căn cơ gì. Thế giới tập đoàn trị cũng có thể nói rằng là trỗi dậy sau năm 2000, đúng không quý vị? Trỗi dậy đấy, còn nó đã tồn tại từ lâu, nhưng mà nó không lấn lướt được chính phủ và ý chí của người dân. Còn sau năm 2000 thì bắt đầu nó mới chắp cánh sau cái sự kiện đó. Nước Mỹ đã tiến hành một cái cuộc chiến điên khổ, đơn rồ ở khắp nơi trên thế giới chống khủng bố. Và các công ty vũ khí đã nhận thấy đây là một cơ hội tuyệt vời để chúng ta trỗi dậy thao túng mọi thứ. Rồi chỉ 10 năm sau, nước Mỹ đã mất vị trí. Tất nhiên 10 năm người ta không thể mất nhanh được đến tận cùng, nhưng mà rõ ràng đã mất hai vị trí. Đến vị trí thứ ba vào tay Singapore và Hồng Kông, quý vị ạ. Thì chúng ta biết rằng là Vấn đề nó đã xuất hiện từ năm 2010 đúng không ạ? Còn lại đến năm 2024 thì từ năm 10 trở đi nó chính là năm mà bắt đầu cái thế giới ngầm nó đạt những cái vị trí đỉnh cao, trỗi dậy quyền lực ở mức đỉnh cao và từ đó chúng ta nhìn thấy chỉ số cạnh tranh của chính phủ Mỹ đã lao dốc tới mức độ thảm hại. Tất cả câu chuyện này nó có một sự gắn bó, gắn kết với nhau và nó liên quan tới các cuộc chiến, nó liên quan tới thế giới ngầm quý vị công nhận không ạ, nó không tình cờ một tí nào. Tại sao chỉ số cạnh tranh của một cái uh, dữ liệu của công ty Mỹ lại đưa ra một cái con số như thế này rõ ràng? Bởi vì người ta đưa ra cái này thì không ai làm gì được họ cả. Chẳng hạn như là các cái dữ liệu liên quan tới công ăn việc làm, GDP vân vân thì phải có những cái nguyên tắc giới uh, theo cái đăng uh, thông báo của chính phủ để phát hành. đúng ạ. Thế còn những chỉ số cạnh tranh là chỉ số rời ơi đất hỡi thì ông thích đăng thế nào thì đăng chúng tôi không kiểm soát thế nhưng mà công ăn việc làm lạm phát rồi là vân vân gdp thì phải đăng cho nó đẹp vào nhưng mà chỉ số cạnh tranh không để ý và cái này nó nói lên tất cả quý vị tất cả những yếu tố mà chúng ta hay nói về các nền kinh tế mỹ trung quốc châu âu ấn độ đúng không ạ thì nó đều liên quan tới cái việc cuối cùng đó là cái năng lực cạnh tranh mà thôi thì nó chính là cái này và đây chính là một cái điều nhiều người bảo là ô tô liên quan gì đâu. Nhưng mà tôi tin chắc rằng ấy. Năm 2000 người ta đang sôi sục cuộc chiến. Người ta biết rằng cuộc chiến này xảy ra để trả thù. Nhưng mà người ta không để ý đúng không? Người ta nghĩ rằng là nó trả ảnh hưởng đến đời sống của họ. Đời sống kinh tế của họ. Đến năm 2010 thì giảm có ba bậc thì thôi ăn thua gì, bỏ bèn gì. Đúng không ạ? Và chắc chắn là sẽ khôi phục trở lại. Nhưng mà bây giờ đến năm 2004 thì không còn nhìn thấy nó ở đâu nữa. Ấy. Thì đấy mới là cái vấn đề. Thì như này chắc chắn là người ta không thể nào còn có thể nói rằng là không có chuyện gì xảy ra được nữa. Và như vậy là tôi cũng chỉ biết để đây và không nói gì, mặc dù đã nói rất nhiều quý vị ạ. Chúng tôi sẽ quay trở lại cùng quý vị trong phần giao lưu câu hỏi địa chính trị ngay sau đây.